em, chào mừng anh em đến với kênh CryptoCon. Trong video hôm nay mình xin hướng dẫn anh em tham gia một sự kiện airdrop đến từ dự án Lens Up West. Về partner của dự án này đó là Starfish OS. Từ ngày 30 tháng 6 năm 2022, hai dự án này để tổ chức cho cộng đồng này chia sẻ về 10.000 đô la, 30.000 đô đồng coin và thiết kế hiệu là SLG. Đây sự kiện này là sự kiện random dành cho 1.000 suất may mắn. Và để tham gia vào sự kiện airdrop đến từ dự án Lens Up West còn với Starfish OS thì anh em click vào link mình để được phần mô tả video. Và sự kiện này sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2022. Tiếp theo anh em tiến hành làm các nhiệm vụ trên trang clip.io. Đầu tiên là follow Twitter. Rồi anh em tiến hành nhập username Twitter của mình, anh em có thể connect tài khoản Twitter. Rồi tiếp theo là anh em tiến hành retweet bài post. Về kiểu này thì nếu anh em nào may mắn trong 1.000 shot random thì anh em chỉ mỗi ví thì anh em sẽ nhận khoảng là từ 30 đô trở lên, rất là tuyệt vời nếu anh em nào may mắn. Rồi anh em tiến hành tự làm là bot này. Tiếp theo là tham gia cộng đồng Telegram. Rồi Discord. Rồi anh em vào một cái Wi-Fi để xác thực tài khoản Discord. Sau đó anh em tiến hành nhập địa chỉ gửi. Đây sự kiện này là một sự kiện random, không cần một sự kiện không cần anh em phải chuẩn rep, không cần một chuẩn rep. Rồi và đây mình để ứng thuận dẫn anh em tham gia xong dự sự kiện airdrop đến từ dự án lên học con West cộng với Starfish OS bản mơ của dự án này. Trước khi kết thúc video tại đây, mình xin chúc anh em sẽ may mắn nhận được đồng coin đến từ dự án này. Đồng thời, nếu anh em cảm thấy video này hay, hãy cho mình một like, một share, một nút đăng ký để ủng hộ kênh mình. Cảm ơn anh em.